Bao giờ cũng thế, cứ vào dịp Tết đến, những hội viên câu lạc bộ thư pháp Xuân Hoa lại cùng với Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh tổ chức cho chữ đầu xuân. Cụ Đỗ Đình Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp Xuân Hoa, sinh năm 1925. Nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn và nét bút của cụ vẫn giữ nguyên vẻ tài hoa như phượng múa rồng bay. Nét bút rắn giỏi, dứt khoát, có thể nói rất đặc trưng cho bút pháp của cụ. Những nét chữ ấy không chỉ cất giấu cái tâm, cái tình của người họa chữ, mà còn mang theo những bí quyết nhà nghề. Các cái người mà giúp tôi ấy, là người ta có cái vốn chữ Hán, người ta có nhiều câu đối, nhiều bài thơ cổ, thì cứ đến đâu được tôi ghi đến đó, tôi về tôi học đến đó. Thế và tôi nhớ là mấy cái năm đầu ấy, là mỗi một ngày tôi ít nhất là 8 tiếng. Tôi trong nhà trải chiếu nằm dài ra viết và học. Mà cái chữ Hán này, học, đọc, viết, đọc, viết, cứ liên tục như thế thì nó mới nhớ được. Thế thì đến năm thứ ba thì tôi mới lấy cái quyển nhật ký trong tù của cụ Hồ tôi viết. Thế tôi viết từ bài đầu đến bài cuối. Mà tôi tính như vậy, tôi viết như vậy là cái quyển nhật ký trong tù là tới 9 lần. Tinh xảo từ việc chọn chất liệu giấy đến cách hòa mực. Những người đến đây xin chữ không phải chỉ để tìm kiếm những món quà ý nghĩa làm kỷ niệm, mà còn để thưởng một nét tinh hoa nghệ thuật trong cách viết thư pháp Việt. Nhiều người tìm đến xin chữ cụ còn bởi quan niệm cụ rất có phúc bởi các con cháu cụ đều thành đạt, giỏi giang. Ai đến xin chữ cũng thường gửi gắm mong ước, tâm nguyện của mình đầu xuân và được cụ giảng giải thêm về chữ nghĩa, từ đó ngẫm nghĩ và làm theo. Đó cũng là cách giúp cho mỗi người hướng về chân thiện mỹ với những con chữ cựa mình trên giấy và đạo đời, tấm lòng thanh bạch, sĩ khí cụ gửi gắm trong đó. Mà mình viết lấy vui là chính, lấy cái vui đây cho mình là một ít, nhưng mà vui cho người khác là một ít. Thì tôi thấy là có nhiều nhà người ta đưa về, không những là treo mà cứ nhà, hai cái nhà Vũ Lê Hồng Phong đấy, người ta lại còn đưa danh hiệu người ta thêu. Như thế là mình thấy như thế mình rất phấn khởi, lại tiếp tục là viết đấy. Cho nên là như bây giờ tôi viết ấy, là cái chữ nào cũng thế, tôi đặt bút xuống là tôi viết xong, mà viết chữ nào nó cũng đẹp. Mùa xuân thì là ai cũng thích, không ạ? Nói đến xuân nào cũng thích. Thế ngày Tết thì ai cũng thích nhiều thứ lắm, nhưng mà riêng cái chữ này ấy, là một phần của cái ngày Tết. Người nào cũng thế, nhà nào cũng thế. Nếu biết được cái chữ, cái ý nghĩa của cái chữ thì là cái ngày Tết nó vui thêm lên. Treo trong nhà một chữ, đi ra đi vào mà nhìn thế này là giáo dục mình rồi.